Hello, xin chào các anh em 50 dòng xe Sibo 2 thầy nha. Rồi cái lúc này mình sẽ nói về mấy cái bình xăng con nè mọi người. Tại bữa giờ mình thử cái IC set map này nè. Thấy nó có nhiều cái hay ho lắm nên mình nói ý tưởng với ông anh phát gian của mình là mình muốn thử một cái bình xăng mới. Vì cái xe Sibo bây giờ nó cái tuổi của nó là khoảng 20 mấy năm rồi, thì nó cái bình xăng nó gắn theo xe thì chắc chắn nó có sẽ bị hao mòn em mọi người, không thể nào mà nó được còn nguyên vẹn như cái xe thùng ngày xưa chơi ha. Và anh nhiều anh em, cái này cũng là tình hình chung của nhiều anh em chơi, là chơi cái xe thì cái bình xăng còn. Nhiều anh em hỏi bình xăng còn nào ngon thì mình nói bình xăng còn nào ở cũng thể ít đi ít chạy, theo cái quan điểm của mình nha. Ít đi chạy rất là thì nó sẽ ngon ha. Đó, và cái bình xăng này là cái bình loại bình xăng mới nha mọi người, 21D1, là cái bình tầm 1 triệu mấy. Thì bình xăng con này ít anh em chơi và sử dụng, nhưng mà mình xin khẳng định lại bình này bình mới nhưng mà đi rất là ngon nha mọi người, đi mượt mà ok. Để qua đêm 1 tuần hay là 2 tuần canh xăng gió đúng là đạp một phát là nổ nha mọi người. Nhưng mà tâm lý của người chơi hai thì là cái xe mình mấy trăm triệu mà không lẽ mình đi cái bình xăng con 1 triệu mấy, thì chính mình là người chơi thì mình cũng bị cái tâm lý đó mà mình thấy nha mọi người. Nên mình thường thường không ngó ngàng tới bình xăng này, nhưng mà mình xin khẳng định lại bình xăng này hàng mới nha mọi người, của Indo, xài cực kỳ ngon nha mọi người đó. Nhưng mà mình cũng thấy người ta bình xăng theo xe, tháo xe mình cũng bon chen, mình chơi bình xăng mới hay là mình chơi bình xăng theo xe, nhưng mà đây là bình theo xe hơi bị dữ luôn nha mọi người. Ốc tán là còn 7 màu luôn nè, lúc chỉnh xăng gió là chưa có dấu luôn nha mọi người, đó cỡ này luôn nè. Thì bình xăng mới theo xe thì bây giờ cái tuổi của nó cũng phải là 23 năm, có bình lên 24-25 năm ha mọi người. Nhưng mà bình nữa bình cọp thì cọp, nhưng mà dù gì dù có gắn lên xe xài thì vẫn phải hao mòn, có gỡ ra xúc rửa thì cái bét cái này nó thì vẫn có phải hao mòn chút đỉnh nè mọi người. Gắn lên xe chạy ngọt ngào ok hết, nhưng mà nhiều khi có những bình mà đậu vài ngày thì đạp nhiều cái nó mới nổ nha mọi người. Cái đó mình thì không muốn, mình muốn là như nó được như bình này ngọt ngào, nhưng mà phải kể 2 tuần hay là 1 tháng luôn, nửa tháng gì đó cũng một sổ giò một phát là nổ nha mọi người. Nhưng mà cái đó thì cái bình xăng theo xe này sẽ không làm được. Anh em tính đồ xe zin thì sẽ lựa những bình xăng theo xe mà cọp như vậy ha. Đó. Rồi nhưng mà đậu vài bữa thì cũng phải kéo e hay là đạp nhiều cái ha mọi người mới nổ, chứ không thể nào mà để 2-3 tuần sổ giòn phát là nổ ha. Rồi cái lần mà mình đi xuống Cao Lãnh Đồng Tháp á, đi chung với đội của anh Phát Giang đua xe đó mọi người. Coi được coi đua xe đó mình thấy cái ông anh không xài cái bình nào của ý, thấy hay quá, ok quá. Cái đó ủa mình hỏi ông anh mình xài bình này bình gì vậy, ông nói là bình này chuyên dòng cho xe đua của ý, là cái bình mà ông gắn trên sân là bự hơn nha mọi người, còn bình này là bình cho khoảng phân khối 120 tới 175 550 nha mọi người. Đó mình hỏi ủa gì mình mới nói là anh thiết kế cho em cái bình này để gắn vô xe thì mo không dùng được không, ông nói được chứ. Rồi mới là đặt cái bình này về mình gắn thử, làm được bạch thử cho mọi người coi ha. Rồi mình nếu mà thành công ok thì mình sẽ quay clip cho mọi người xem ha. Cái bình này thấy vậy chứ nó huyền bí lắm nha mọi người, nó hay lắm nha, như cái bình Sibo Zin nè, là đường gió ra nhỏ đây bự lắm không mọi người. Còn bình này là đường gió vô với gió ra là hai cái bên nó bằng nhau luôn nha mọi người. Nhưng mà cái quyền bí của nó là ở trong đây ha, mấy cái họng gió này nha mọi người. Và cái này cái bình này hay lắm, cái bét xăng của nó nằm ở đây nè, nó không rắc rối như cái bình zin là phải gỡ mấy ốc ra rồi gỡ ở trong 2 mét thay đồ ha mọi người. Còn cái bình này là gỡ con ốc này ra là thay được cái bét xăng nha mọi người. Thôi là bây giờ mình sẽ kêu anh mình thiết kế cho mình cái bình này
thì bây giờ anh em hay vô bốn món ăn chơi đồ này nọ ha, còn nhẹ nhàng và bay bổng như nó. Còn mình thì mình thích cái nào zin nhưng mà phải hiệu quả cho mọi người. Thì cái hiệu quả của cái bình này thì đã được đội xe của anh mình chứng minh là có những xe vô sân chạy hay bị lúp bị này bị nọ, nhưng mà cái xe của ông anh mình là khi đua có một cục máy và một cái lồng sơ cua, một cái lồng đó là giật từ lúc giật cho tới lúc đua là vẫn một xài một cái lồng đó và cái bình xăng này luôn nha mọi người, không có thay đổi hết. Bình xăng hiệu này nha, chúng mình cái bình xăng này nhỏ là không có đủ để vô sân đấu nha. Quay lại con IC xếp map này là nó canh được từng phân từng khúc ra, thì bây giờ mình thử mình kết hợp hai cái món này lại để coi cái xe có ổn định một hay không ha mọi người. Rồi chuẩn bị gắn xong rồi nè, vô phòng dyno chạy thử coi cái hiệu suất của nó ra sao, mượt mà hay không ha, có như bình zin hay không ha. Cái bình này là vẫn như mức zin nha mọi người, chứ không phải là độ gì hết nha. Còn muốn độ thì mình cái bình được xe đua ý lớn hơn. Bình này cái hãng bình xăng này là chuyên làm cho dòng xe đua nha mọi người đó, chuyên làm sản xuất cái bình xe đua của Ý, mà như cái bình Succo hay Canteen thì là thương hiệu từ Mỹ ha mọi người, còn bình này là thương hiệu từ Ý. Mà Ý thì nói về dòng xe đua xe này nọ thì mình không cần phải bàn rồi ha mọi người, bình của Ý là hơi bị đỉnh nè. Bây giờ mình sẽ thử gắn thử vô chính con xe của mình nha mọi người, rồi một chút nữa mình sẽ gắn xong thành công rồi mình sẽ chạy thử rồi này nọ ha. Giờ là đang gỡ cái co xăng ra nha mọi người, thì cái bình đó thì nó sẽ to hơn cái co xăng zin của Sibo ha, nên phải đổi cái co xăng khác của một dòng Suzuki luôn nha mọi người. Rồi mọi người, giờ ông anh mình đang gắn cái co xăng này vô nha mọi người. Lưỡi gà thì vẫn xài cái lưỡi gà zin của Sibo nha. Cái co xăng này là cái co xăng bông mai, hoặc là tên gọi của nó là co xăng Aki đầu bò ha mọi người. Mình thì vẫn thích cái đồ nào zin trên xe rồi gắn qua được thì gắn nha mọi người, chứ mình còn không có thích kiểu như là đụng gì cũng thay đồ mới hết, gì làm thì đồ zin thì nó vẫn bền hơn ha. Đó, cái co xăng bông mai ông anh mình có nói tên gọi là Aki đầu bò. Rồi, mọi người, bây giờ mình đã gắn vô cái bình xăng này vô được vừa với cái co xăng và cái boe này nha mọi người, không có chế cháo, không có cắt gì hết nha mọi người, boe vẫn ngay đều ngay lỗ ốc ha. Bình xăng con này chắc sinh ra để dành cho xì bo á mọi người. Cái thằng xì bo mà nó gắn vừa thì thằng da dép cái hộc trong này nó bự lắm nha mọi người, thì gắn là dư sức luôn à. Cái bình này nó hay cái chỗ là cái đường ống xăng này nè, mình có thể chỉnh chỉ lên hoặc là chỉ xuống ha mọi người. Như cái bình zin của xì bo thì nó chết một chỗ ha, còn cái bình xăng của hãng xe đô ý này là nó mình chỉ cái ống xăng xuống cũng được, lên cũng được nha mọi người, mình canh chỉnh sao mà cho nó đều ha. Rồi bây giờ mình bắt cái ống xăng cho nó vòng qua đây, mình nói vô đây nha mọi người, là vẫn giữ zin, không cắt boe, không cắt gì hết nha mọi người đó, vẫn để zin gắn vô là vừa y luôn nha, không sai một ni một tấc luôn ha mọi người. Đó, cái ý tưởng của mình là nói với mình là gắn làm sao mà cho cái bình đó, nó không có chế cháo, phải cắt boe thế này thế nọ, gắn khi nào mà cũng không thích chơi như này nữa thì mình muốn về zin thì chỉ cần gỡ ra rồi gắn bình zin đồ vô rồi thôi ha. Hello mọi người, giờ đã gắn xong cái bình xăng con này vô rồi, xe rồi nha mọi người. Rồi một chút nữa sẽ vô phòng dyno chạy thử nha. Cái bình xăng con này gắn vô là phù hợp với con xe bò nha mọi người, không có chế cháo gì hết luôn nha. Rồi mình quay qua đây nha mọi người. Ốc xăng, ốc gió của nó là cùng một bên luôn nha mọi người, như cái bình zin của xe bò luôn. Boe là không có cắt, không có khoét gì luôn nha mọi người. Khi mà không thích nữa thì mình có thể gỡ cái bình xăng con này ra về lại zin bình thường ha. Đó, chỉ có thay cái co xăng thôi nha mọi người. Cái co xăng này là của bình Nova, lộn, bình Aki đầu bò bông mai đó mọi người. Đó, không có, mới đầu mình tính là xài cái co xăng tiện CNC cho nó đẹp lên, nhưng mà cái chi phí để tiện một cái co xăng CNC lên thì nó giá thành rất là cao, mà mình thì không thích mấy cái đồ mà bài vẽ nhiều cho nên cái chi phí nó đội giá lên ha mọi người, thì mình về xài cái co xăng zin mềm dẻo ha, gắn vô này là ok luôn. Còn cái mô bin sườn thì anh em thì đi mô bin sườn xì bo zin cũng được, nhưng mình không thích mô bin sườn zin của xì bo tại nó nhỏ mà kiểu như xài lâu nó hay kêu tạch 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 á, cái tiếng tạch 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 sạc điện mình
nghe nó khó chịu. Xài bộ bên sườn MSD đồ này nọ cũng được, nhưng mà nó chi phí nó hơi cao, thì nó 2 triệu mấy, gần 3 triệu thì nó 10 phần, nhưng mà mỗi một chiếc xe zin thì mình sử dụng không có hết, mình sử dụng nó chỉ có 2 phần 3 phần thì nó hơi phí. Nên mình xài con mô bên sườn này của Nova NC3 là dư xài nha mọi người, êm mượt, cực kỳ mượt. Rồi một chút xong rồi mình sẽ vô phòng dyno, mình chạy thử trong phòng dyno để mà canh cho cái con IC này với cái bình xăng này nó hài hòa một lần một. Thì nếu mà sản phẩm này anh em về, anh em có thể mua về anh em tự gắn ở nhà luôn cũng được, không có cần chế cháo, không có cần đi ra tiệm để mà ấy luôn ha. Còn nếu mà khó khăn anh nhiều, anh em không có đồ nghề thì đưa ra tiệm cho thợ gắn cũng được. Bình xăng với lại chỉ cần vô hai món bình xăng với IC này thôi nha mọi người. Với lại cái co xăng thì co xăng này ở đâu cũng có bán rồi. Muốn xịn hơn thì mua mô bin sườn giữ hơn cũng được, hoặc là mua bin sườn zin của hàng Sibo vẫn được nha mọi người. Không cần tốn kém nhiều để mà mua bin sườn của Mỹ bày rẻ nhiều thì nó tốn nhiều thứ lắm nha mọi người. Đây là không chế cháo, không cắt boe, không cắt cái học gì hết nha mọi người. Gắn vô cái là lụm liền luôn ha. Rồi giờ mình vô phòng dyno mình chạy thử nha mọi người. Chạy thử rồi canh nó mượt mịn, thật là mượt rồi mới giới thiệu cái sản phẩm này tới cho anh em ha. Rồi giờ chuẩn bị dẫn dắt vô phòng dyno chạy thử nha mọi người.